vận động viên bị tước huy chương rồi được trả lại gây ra tranh cãi gay gắt ở Olympic. Ở môn thể dục dụng cụ diễn ra vào ngày 6 tháng 8, nữ vận động viên Anna Babosu của Romania đã được trao huy chương đồng. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội Mỹ bất ngờ khiếu nại lên giám khảo về điểm số của Jordan Chase. Sau khi xem xét, các giám khảo quyết định cộng 0,1 điểm cho vận động viên người Mỹ, giúp cô vượt qua Anna Babosu để giành danh hiệu này. Trước tình hình đó, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu tuyên bố không tham dự lễ bế mạc Olympic 2024 vì vận động viên nước nhà bị sự ép. Trên trang Facebook, Ông viết, tôi quyết định không tham dự lễ bế mạc Olympic 2024 sau sự cố tai tiếng ở môn thể dục dụng cụ. Vận động viên của chúng tôi đã bị đối xử bất công. Việc thu hồi huy chương của một vận động viên dựa theo kháng cáo là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả huấn luyện viên và chuyên gia hàng đầu cũng không thể lý giải nổi. Đoàn thể thao Romania đã gửi đơn kiện lên tòa án thể thao CAS. Cuối cùng, CAS đã phán quyết bác đơn khiếu nại của Mỹ trong phần thi hôm đó và trao lại tấm huy chương đồng cho vận động viên người Romania. Trước thông tin này, Jordan Chais thừa nhận cảm thấy sốc và thất vọng cô sẽ từ bỏ mạng xã hội trong thời gian tới để lấy lại cân bằng trong cuộc sống đội thể dục dụng cụ mỹ cũng tỏ ra không hài lòng